If you also had the topic, I usually follow you. Okay. So we talk about our hobby or what I like, and normally. Nowadays, I like watching YouTube video. Oh. The interesting things, and then the YouTube video is quite good and to learn, and also very good. There are many contents on YouTube video, and then the algorithm can say what kind of video I watch, and then I can the moi mosquito. I got mosquito. Almost. I can watch some video documentary, and then surfing video, surfing film, and studying Vietnamese, and then listening to Vietnamese, and then watching the video about news, and especially some YouTube channel I'm interested in about fisherman life, the fisherman life in Vietnam, and very interesting. So I like watching YouTube video. Sometimes I watch movie, and nowadays movie reviewer, YouTuber who review the movie, but and they they have good narration. Okay, so now in Korean, 오늘 주제로는 내가 주로 하는 거, 좋아하는 거, 잘 하는 거에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 지금 기준으로는 나는 아마도 유튜브 영상 보는 것을 좋아해요. 왜냐하면 유튜브 영상에는 아주 많은 내용, 콘텐츠가 있어요. 스포츠, 뭐 여행, 다큐멘터리, 그다음에 서핑 필름, 아주 많은. 그리고 나는 유튜브에서 베트남어 듣기도 합니다. 베트남어 영상도 보는데, 뉴스나 그다음에 베트남 유튜버 중에서는 어업, 바닷가에 물고기 잡는 유튜브 하는 사람들 영상도 많이 보고 있어요. 유튜브 영상은 아주 흥미가 있습니다. 영화도 가끔 보는데, 요즘 유튜브 콘텐츠 제작자, 유튜브를 만드는 사람들은 영화 리뷰를 잘 하기 때문에 흥미롭게 내용을 볼 수가 있습니다. 그 외에도 많은 자료를 유튜브를 통해서 보고 있어요. Okay, now time to say in Vietnamese. Hôm nay, chủ đề là tôi thích gì? Tôi thích and tôi thích xem nội dung YouTube, nội dung YouTube, video, YouTube là tôi biết new new phim, new video về xe tàu và lốp xung, tôi thích xem trên YouTube, YouTube có new nội dung content. Tôi cũng xem YouTube về
tiếng Việt. Ừ. Tôi xem thanh niên news news in nhà thiên là gì? News news News, news news sự à, tin tức. tin tức tôi xem tin tức của YouTube and giảng viên quốc dụng giảng viên của YouTube tôi thích lên thấp nhé lên thấp bộ YouTube video tôi thư vị tôi ra thư vị để xem YouTube về phim nhui biết làm phim ô YouTube làm tôi lắm ô nói về phim quét vội nên tôi cứ vì xem trên YouTube cho cả okay your turn you can say about what you like. Currently, I'm thinking about do exercise at the gym or how say, and sometimes I want to meditation, meditation, do you know? Meditation, yeah, meditation. And because I so it's made me calm down and thinking about the past, and it made me how you say control my breath. My breath. I breath out, breath in. I can control breath out, breath in. Yeah. Like, do you know? Yeah, the breathe in, breathe out, yeah. Yeah, Okay, it's good. it. Hít tô tô ra. Hít vào thở ra. It's made me control about that and thinking what should I do in the future because so sometimes I feel I can go to the test and I go how to say far the way route I want to go the targets but so don't have structure, don't have structure for me. That's why I can go to the test and I usually go far the way. Keep When I childhood, I usually like watching the TV, reading what the animation or read the manga manga, but manga cartoon, yeah cartoon. cartoon but right now so I change my hobbies and I just learn language to talk with a foreigner. So I don't have when I come to Japan and I don't have a lot of with me friend. I usually meeting and talking with a foreigner friend.
And when I study their language, I also know about culture and cuisine. So that's why I really happy about that, because when I learn Korean, so I know Korea culture and Korea cuisine also. Yeah, good. So Yeah, and what me too, me too. and sometime I hang out and enjoy the Korea food. Yeah, it's my hobby. And I think so someday my dream I can come and travel to Korea, and I use Korean to talk with Korea people. You visit Jeju Island. Without visa, you can travel to Jeju Island. It's okay. Yeah. When I have a long holiday, maybe I can visit to Korea, Yeah. because not expensive and easy to go Korea. Japan is near here. Japan is close to Korea. Yeah, it's very cloud with Not far. Korea. Not far. Many Korean tourists go to Japan. Yeah, I was surprised many Korean people that speak Japanese look like Japanese people. Maybe. A little similar. China, Chinese, Korean, Japanese, even Vietnamese and the thoughts. Okay, But then it's very similar, but they are Hokkien study, big Hokkien study. They are dọn sim combo hết sao vô. They study hard because young people they go abroad to study. They study and schools. So and then they are good at speaking. You know, when people do study at school, they should follow up with the native students. And then this very, very difficult, but try to do learn faster. So one way is if you want to study the one language, go abroad and study and go to school, go to university, and then major in something, and then reading, talking, listening. So, and then every day, and then the life is conversation. So, and then thinking as well. You know, and thinking in the target language is very important. Normally, we just study about foreign languages. We don't think, we just memorize, right? But if we study, we should think with the languages, because we should think only focus on the languages, and then we have the mother tongue, native mother tongue. That looks like that. Put the mother tongue aside, and then new languages, put it in our brain when we study. So we thinking, we dream, and then maybe something talking, because quite related with all things. We try to memorize something. So and then studying like this is very good. But normal life between you and me, we are just study foreign language, Vietnamese, just for not academic. Like academic, and Kinh tế. just need something communicate them, so they don't have to thinking about it. The thinking is very difficult part. The immersion method to learn languages, but if you try to want to learn quickly, thinking in the with the language is very, very, very good. Okay, so Tiến Bích, Tiếng Việt, ok. Sau đây em about sẽ nói về topic. cái sở thích của em là
Em thì muốn học ngoại ngữ. Sau khi đến Nhật thì em không có nhiều bạn bè Việt Nam. Thì trong công việc thì hàng ngày em làm việc với người nước ngoài, hầu như là người nước ngoài. Nên đó là lý do tại sao em muốn học ngoại ngữ, để có thể giao tiếp và học hỏi, nói chuyện, làm việc với họ. Nhưng sau khi em học ngoại ngữ thì không những ngoại ngữ nhưng mà em còn biết được thêm về văn hóa và ẩm thực của cái nước mà em đang học. Ví dụ như là khi em học tiếng Hàn thì em sẽ biết thêm được ở Hàn Quốc là trang phục truyền thống là gì, người Hàn tại sao thích ăn kim chi. Và cuối tuần thì em có thời gian thì thỉnh thoảng em sẽ đi ra ngoài và thưởng thức cho mình món ăn Hàn Quốc. Lúc còn nhỏ thì em thích đọc truyện tranh, thích xem phim anime. Nhưng sau khi lớn lên thì cái sở thích nó lại thay đổi. Vì sao em nghĩ vì học ngoại ngữ thì nó có thể giúp mình hiểu biết nhiều điều, và khi mình mất đi thì nó vẫn đi theo mình vậy. Còn học những học hoặc là có những cái khác mà trang điểm trên người thì khi mình mất đi nó sẽ hết. Nên em cũng muốn đi tập gym hoặc là em muốn ngồi thiền để suy nghĩ nhiều vấn đề về cuộc sống hơn. Và khi tập gym thì mình có sức khỏe. Bình thường người mọi người sẽ thích là đeo trang sức hay là cái nào để trưng diện lên cho bản thân đẹp, nhưng đối với em nghĩ là nên đọc sách để có kiến thức và tập gym để có sức khỏe. Đó là điều đáng quý trong cuộc sống, sau khi mà càng ngày càng già thì mình lại càng quý trọng sức khỏe hơn. Vâng, xong rồi. Ok. Now Thiên Hân. Vâng, Thiên Hân. Tiếng Hàn. Chị Minh quê của Karun công bu ha cô ít sao dồ mẹ in quê cúc saram qua kachi in heo Theo quá hiểu, dạ hiểu. cho nên quê cúc co công bu han tê Muôn hoa, âm xích tô, alayo, kre so, cho nên chọn man hang búc heo, si can ismion, bạc kê, kario, quê xích một coi dù Này. Ở tôi cũng sẽ cho hiểu về sự Hàn Quốc cũng sẽ Hàn Quốc âm xích cơn bắp bim chim chi kim chi chi kê hung sam Ông Sam chọn man sức khỏe yêu mion. tôi nhà sức khỏe Cái súp ăn chicken chicken nè thăm dứt thăng sắp cái nè than nè nè black chicken Black chicken. À, phô dung tạp.
Black chicken Hako Hum Sam. Yeah, tôi tắt tắm giật thang. Cho nên You can ask when me. I childhood I forgot lagi. You can ask me English. Yeah, when I childhood I prefer reading manga Manhwa. You and like watch to like manhwa. the Manhwa. animation anime Manhwa. 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 Manga là manhwa. Thiên biết là gì manga? Là truyện tranh, Truyện tranh. truyện Truyện tranh. tranh. Ừ. When I become a adult, so I enjoy to study foreign languages. Ok, ok. I change my hobby when I become an adult. Ok. So my question about expression. You say em, tôi, mình, what is different? Em when I younger than you, I Say say em. em before it's blind. You are older than me, and I say em. So what can I say? Tôi là tôi ở Mỹ. I say I can say tôi là chồng. It's okay. It's okay because so Mình là chồng, okay. mình Mình. in Hả? when you talk with your in You think? when you with you talk with your lover Mình. mình and you had a relationship with your best friend. Mình. What the difference tôi và mình? Tôi tôi you can tôi you can you everywhere everything Okay, so but tôi look mình like ai mình mean ai but mình là mình you just talk with your best friend your lover your wife. Lily. I didn't know that. M also is a usually I can say the younger people M. And when you talk with older people, you should say em. And when you talk to younger people, you also call their name. And you when you buy the bill, when you go to the restaurant and you buy the bill, em ơi tính tiền. So you when you talk to the younger How about all the people? woman. How about all the people? Am I okay? Em ơi tính tiền. So If the owner is very old, so can I call am I? yeah Really? For example, anh ơi, no, à cô ơi. for the man you say anh ơi, but for the woman you usually you em ơi, it's okay. What can I say? Cô ơi, what do you mean? Ajumma? Chú. Cô ơi Chú ơi là chú Ajashi. ơi và taxi Cô ơi, Imo, Imo, Imo Como? Ok, cool. Imo Imo Broyo
For example, old people like grandmother, grandfather, what can I call them? Father, mother. Grandfather, grandmother. Father, Grandfather. mother, mẹ chú ơi. Ông grandfather, bà Bà. grandfather, grand grandmother. Bà. Ông bà. Ông. Can I say ông ơi, bà ơi? What can I say? So they are really old, and they are also older than you so much, and À. you say ông ơi bà ơi ý, okay. Oi means calling someone. Ông ơi, look like C. Ông C. Ông ơi. Look at me. Ông, look at me. It's the same. How about the children? Jay, Jay. Trẻ. Jay, and then go in Korean, you know that yeah, you are. Yeah. Ban mắn. But the kids and then yeah, ayah, a e ya, a e a e, Trời ơi. Trời ơi, nên Ý đoán. I When know trời, trời là when surprise, trời you. Surprise. ơi, Oh my god. trời, yeah, no. But when I call the kid, how can I say? Nước. Young What children, what? when I call children, Children, cháu cháu, cháu cháu mean I. cháu 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 ý cho okay, because they are really younger than you so much. Cháu. For example, the 8-year-old, cháu. Cháu. Okay, ciao. Okay. So I'm quite would like to know about calling. Okay. Your question. We practice the sentence, and then I say Korean. You tell me in Vietnamese, and then you say Vietnamese. I say Korean. Okay. "나는 오늘 돼지고기를 먹었어요." Big cookie, huh? "나는 오늘 돼지고기를 먹었어요." We cook hôm nay tôi ăn món ăn nước ngoài hả? "돼지고기 해요? 해요? Where you heo? Heo." Tôi hôm nay tôi dự định ăn nước món ăn nước ngoài. Mông ăn, yes. Dê chi tiếng Việt là gì? Món ăn nước ngoài. Mông ăn nước ngoài. Quê cúc âm sĩ. No, quê cụ, Quê chi? dê chi heo, heo, thích Thịt heo. Tê chi. Yeah, dê chi. So and then, hôm nay tôi ăn món ăn thịt heo. Hôm nay tôi ăn muốn ăn thịt heo. Nè. Ok. Là nên tê chi Dê chi âm gogi xích chờ một cốc sao dùng. nè. Ok, your turn. Tôi dự định chạy bộ. Tôi đứng trên trái cổ, Trên "나는 bộ. đứng trên trái cổ." Bỏ rồi, Cho nên jogging 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 I want to run a jogging. jogging, jogging heo.
chạy Nhớ kỹ bộ nhiều. à, chạy đi đã bộ có ta Ừ, chạy à, bộ. chạy bộ hắn vẫn thôi vậy kia chú sẹo Ừ. nói lại À, tôi dự định chạy bộ. tôi dự định chạy bộ. Ừ. Ok, hắn nói thôi kêu tôi sẽ nói về cầu thì hắn. Na는 코코넛 음료를 좋아해요. 응? 코코넛? 나는 코코넛 음료를 좋아해요. 아, tôi thích uống nước dừa. Tôi thích uống nước dừa. Ừ. Uống nước dừa. Ok, 알았어요. 응. 네네네. 하나 해주세요. 땡볕. 노이 땡볕. 목가오. 땡볕. 응. 어, 떠 nên cao hơn. Tôi muốn cho nên cài hôn. Cao hơn. Cao hơn. À, Ừ. tôi muốn cho nó cao hơn là muốn là wish 나는 원해요 맞아요? Ừ. Này. One hả ta? À, tôi muốn cho nên cao hơn à, 문장을 더잘 이해하길 원해요? Ừ. cao 문장? Cao I want to become a high higher. 아, 꼭 cao 아, 나는 승진하길 원해요. I want to become tôi muốn trở nên cao hơn. Ý nghĩa là gì? Cao hơn thô. Cao hơn là tốt. Tinh I want become a giờ. thinker. What? Higher. Higher. Ai là cô? Hi, higher. Hi. Higher. What do you mean higher? Higher is taller. Tôi mong trên higher. I want to become taller. Already you are not young, you are not chào. Không. Em không là chào chào có thể cô but em là oren oren ý nghĩa là gì oren tiếng Việt Cannot, adult yeah, cannot. oren oren adult in English adult Tôn là 6. sao grown up yes sao tan là sao không không thể cô Ừ. mà I am you become you có thể che giúp you make a tall an tall like older. Nè. this No, right now I cannot become high. I have been drinking che giúp ông biết milk and do exercise a lot, but ok. not change right now because I become old. Yeah, south. And then stop growing. Grow up. And then stop is don't. Don't. Đứng. Grow. 자라지 않아요. 키가 크지 않아요. 키가 자라지 않아요. 자라다 là grow. Don't. 자라다 이냐 땡 말라지? 자 ra ta 키가 자라지 chạy않아요. ra 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 ta chặn ra ta là chạy 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 à. Grow up, don't Hả? grow up. Don't Là don't go grow up. Ừ. up. Don't go up. Đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ. Đừng Đừng từ từ bỏ. bỏ. Never give up. Never give up, no. Don't grow up. Not give up. Grow. 잘하다. Make Chán ta. taller. The children grow up big, tall. 잘하다.
Nhảy, nhảy. Nhảy, yeah, and then Nhảy. plant like a plant, and then when plant the seed, and then sprout, and then plant to grow up like a tree. Okay, so tôi lên tháp Ba Tâm, nhưng mà chúng ta có thể phát triển kỹ năng nông nước Nè. nè, rồi xin mi hai mươi đều cố gắng lên học tập cùng nhau. Nè. Ok, hôm nay ấy cái sao cái ô hôm nay đến Nè. Hôm nay đến ok đây. nên ô cái sao cái ô Nè, ổn rồi. cái sao không tỷ đi gặp đi đan bách đi đan bách. Nặng nặc y ra dù Đã chơi gái không? nặc nặc À, chê chơi gì? y ra dù Ok. Đúng rồi. Có thể hiểu. Em đi làm việc này, không tôi. y chu ha cô tâm chu Không chứ, tâm gì nên đã chơi gì đấy không? Nên chúng ta có thể học tôi. Nè, Ok. I hope see Ừ. when I if I don't have overtime, Ok. I send the test for you. Ok. We can learn from 6 p.m. If Ok. I has overtime, I can You learn don't have later. time. I don't have overtime in your thing by overtime. Tôi không có tăng ca. Tôi không có tiền cả. Ok, tiền cả là overtime. Overtime. À, tôi không có tiền cả. Ok. Cảm biết, hôm nay, chạy chạy không? Welcome to come Ừ, bật chúc cho nương. vô À, ok, chúc nương. Cảm biết. nè, cảm ơn thầy. Yeah.